Rồi như vậy chúng ta sẽ giải quyết bài toán là tính tổng. Buổi 7 Rồi trong buổi 7 này chúng ta sẽ giải quyết bài toán là tính tổng từ 1 đến 10. Tổng một tu n với n của mình là nhập từ bàn phím. Một tu n với n là nhập từ bàn phím, muốn nhập nhiều nhập. Như vậy mình sẽ có ở đây là in n phẩy y phẩy tổng. Đó là mình có ba biến cần cho bài toán này. Tổng mình gán bằng 0 ngay lúc đầu. For y chạy từ 1 đến n thì trước tiên mình sẽ print nhập n phải scan scan phần trăm d phẩy n, mình đã có được n rồi. Bây giờ mình sẽ dùng vòng lặp for y bằng 1 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Tí nữa mình sẽ đi bắt lên mình thấy ha. Tổng cộng bằng y. Rồi xuất tổng ra. Tổng phần trăm d phẩy tổng. Rồi chạy chương trình để coi thử nó ra cái gì nha. Mình sẽ chạy debug ở đây. Các bạn cố gắng biết cách chạy debug của chương trình. Rồi nhớ bấm điểm neo gọi là breakpoint và các bạn chạy debug. Rồi ở đây chúng ta sẽ net line 1, 2 và nó đang chờ nhập ở bên này. Ví dụ như chúng ta nhập 5 thôi. 5. Rồi tiếp tục chúng ta net nè. Y lúc đầu bằng 0. Nếu cần thì các bạn sẽ lấy cái biến y này ra để theo dõi nó bằng cách bôi đen, click chuột phải và các bạn chọn add watch, tức là thêm giá trị để kiểm tra. Đây, display y bằng 0. Và chúng ta sẽ kiểm tra thêm nữa là tổng. Đó, hai cái chúng ta cần xem là tổng và y, xem thử là nó chạy thế nào. Tổng và y. Rồi, đi tiếp. Xuống đây. Watch. Clear. Net. Tổng bây giờ bằng mấy rồi? Tổng bằng 1.
tổng bằng 1 y bằng 2 cộng thêm vào tổng bằng 3. Đó. Rồi tiếp tục. Tổng đây tổng tổng bằng 4. Rồi như vậy thì chỗ này mình cho là gì, n hồi nãy mình nhập là bằng 5 và mình cho y nhỏ hơn n, cho nên y nó bằng 5 cái là sai, 5 nhỏ hơn 5 là sai, cho nên nó thoát. Và lúc này tổng của mình nó chỉ tính đến 4 thôi. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 là xong. Đó. Cho nên là nó chỉ có tính đến 4. Rồi. Đó là trong trường hợp mà chúng ta tính tổng từ 1 đến n. Thì chúng ta thêm chỗ này bằng. Nếu như trong trường hợp mà mình muốn tính 1 cộng 3 cộng 5. Còn số lẻ thôi. Thì lúc đầu là bằng 1. Thì chỗ này mình thử đổi lại thử coi. Y cộng bằng 2. Coi nó được không? Y cộng bằng 2. Thì nó sẽ là 1 cộng 3 cộng 5. Mình nhập vô 5 thì nó sẽ 1 cộng 3 cộng 5. 5 bằng 9. 1 cộng 3 là 4 cộng 5 là 9. Đó. Rồi, như vậy mình đã thực hiện được là 1 cộng bằng y cộng bằng 2. Mình muốn cái bước nhảy của nó nhảy bao nhiêu thì mình sẽ điền vô. Bây giờ dùng vòng lặp while thì sao? Nếu chỗ này chúng ta không dùng for mà chúng ta dùng while cũng tính tổng như thế. Thì ở chỗ này bạn muốn dùng được while thì bạn phải kiểm tra cái gì đến đâu. Đó. Thì chúng ta sẽ kiểm tra while. While kiểm tra cái gì? Cái gì còn nhỏ hơn n thì còn tính là y. Nếu y còn nhỏ hơn hoặc bằng n thì tính. Vậy giờ có y chưa? Chưa. Hiện nay mình đâu có biết y nhiêu đâu. Vòng for là nó có khởi tạo y đây nè. Vậy đối với vòng while bạn cũng phải khởi tạo y. Đó. Vòng for mình khởi tạo y đấy. Giá trị đâu nè? Thì vòng while mình cũng phải khởi tạo y giá trị đầu. Được không? Hello, nhìn lên bảng em ơi. Lúc thầy giảng em cứ chăm vô cái màn hình làm sao em hiểu. Như vậy y giá trị đầu. Và nếu y còn nhỏ hơn n, tức là lúc nãy là n mình nhập từ bàn phím. Ok, thì y nhỏ hơn n. Nếu y nhỏ hơn n thì làm gì? Tính tổng. Tính tổng đủ chưa? Còn thiếu gì? Bước nhảy, đúng rồi, nó cũng y chang như for thôi. Giá trị đầu, giá trị cuối và bước nhảy. Như vậy thì for giá trị đầu đây, giá trị cuối đây, bước nhảy đây, thì trong while của chúng ta cũng phải đủ ba thành phần đó. Giá trị đầu đây, giá trị cuối so sánh đây. Vậy bước nhảy phải nằm ở bên trong này. Vậy y cộng cộng, nếu như chúng ta muốn tăng y lên 1, thì đó là bước nhảy. Bước nhảy thì nó cũng có đủ 3 thành phần. Giá trị đầu là gì? Giới hạn cuối là gì? Và bước nhảy là gì? Như vậy thì với những bài toán mà số bước lập biết trước thì chúng ta có thể sử dụng for.
có thể sử dụng while hoặc do while. While hoặc do while. Đó. Rồi. Như vậy thì bài toán nào mà chỉ có thể sử dụng while, không thể dùng for? Bài toán nào mà chỉ có while thôi, không thể dùng for được? Ví dụ người ta cho tổng 100, bảo tìm n, n nhiêu để có tổng 100, biết trước không? Hả? À, ví dụ như là cái bài toán mà bàn cờ đó, cho tôi một hạt thóc ở ô đầu tiên, đến ô thứ hai thì nhân đôi số thóc ở ô trước đó. Vậy đến ô thứ cuối cùng ông được bao nhiêu thóc? Một con số không phải tính bằng hạt nữa mà tính bằng tấn. 64 ô thôi. Như vậy thì giả sử bây giờ mình nói là tôi cần 100 hạt thóc. Ô thứ nhất là 1 hạt, ô thứ hai là 2 hạt, ô thứ ba là 4 hạt, ô thứ tư là 8 hạt. Vậy tôi cần 100 hạt thì đến ô thứ bao nhiêu là đủ? Vậy mình không biết trước đúng không? Tôi cần 1.000 hạt, 1.000 hạt thóc thì đến ô thứ mấy là dừng? Vậy mình biết trước số lần lập không? Không. Với những bài toán mà mình không biết trước số lần lập thì mình bắt buộc phải dùng while hoặc do while. Có bạn nói rằng em vẫn dùng for được, em vẫn dùng for được. Có bạn nào nghĩ là dùng for được không? Bạn biến từ vòng while sang vòng for. Rồi, bây giờ mình sẽ viết thử nha. Viết thử. Bài toán của chúng ta là cho vào một số, cho vào tổng, ha, à, tìm n cho tổng. Đó, ghi vậy đi. Tìm n cho tổng. Tức là mình cũng giải quyết bài toán là tổng của chúng ta là bằng s là bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng n. Đúng chưa? Bài toán của chúng ta nó cũng là s bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm 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 cộng n. Bây giờ người ta cho s, ví dụ như là tìm ngàn, hỏi thứ n bằng mấy là có tổng s ngàn. À, lúc nãy là cho n tính s là mình biết lặp lại bao nhiêu lần, cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng n là mình biết lặp lại n lần. Còn bây giờ cho s tìm n thì mình không biết trước n là mấy hết. Cho nên đối với bài toán này chắc chắn chúng ta phải dùng đến while, bởi vì mình không biết trước được là mình lặp bao nhiêu lần. Đó, không biết trước được lặp bao nhiêu lần. Chỗ này tạm thời mình mượn cái này, ba dòng này cho nó nhanh. Tổng n gặp n, được chưa? Rồi, bây giờ mình không nhập n nữa mà mình nhập tổng. Người ta cho tổng mà, thế mới lạ. Rồi, nhập vô tổng. Rồi, n của mình bao nhiêu cũng biết. Thực ra ở chỗ này chúng ta chỉ cần biến y thôi là đủ. Tại vì mình cứ tăng lên cho đến khi nào mà tổng của mình bằng cái giới hạn đó thì dừng. Như vậy thì cái tổng này là cái tổng yêu cầu. Vậy mình phải có một cái tổng tạm thời nữa.
để mình biết là cái tổng tạm thời nó đã bằng cái yêu cầu hay chưa. Mình phải dừng lại. Như vậy chỗ này phát sinh ra là tổng là chúng ta nhập vào, thực ra chúng ta ghi là tổng yêu cầu là chính xác. Yêu cầu tính tổng bao nhiêu? Là 1.000, 1 triệu hay là 200, 300? Và mình có một cái tổng tạm thời để mình tính. Rồi, vô đây. Y bằng 1 chấm phẩy y. Trong khi tổng của chúng ta còn nhỏ hơn tổng tạm thời, tổng tổng yêu cầu. Trong khi tổng còn nhỏ hơn tổng yêu cầu thì làm gì? Tổng cộng bằng y, y cộng cộng. Trong khi tổng còn nhỏ hơn tổng yêu cầu thì làm. Trong khi tổng còn nhỏ hơn tổng yêu cầu thì làm. Và cuối cùng chúng ta sẽ xuất cái gì ra? Xuất gì ra? Số n cần tìm. Số n cần tìm phần trăm d. Xuất cái gì ra đây? Xuất cái y ra. À, số n cần tìm là xuất cái y ra. Y tăng lên bằng 1, bằng 2, bằng 3, bằng 4, bằng 5. Rồi, mình xem, mình chạy cái chương trình này để coi thử. Chạy cái chương trình này để coi thử nó ra cái gì. Tính tổng. Ví dụ, mình cần tìm là số 10. Coi thử mấy là vừa. Đó. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8. N bằng 5. Năm phải không? Năm là dư á. Đúng rồi, là bốn thôi. Năm là dư. Tại vì sao? Không, số 0 thì không ảnh hưởng. Tại vì n bằng 5, tức là 1 cộng 2 là 3, cộng 3 nữa là 6, 6 cộng 4 nữa là 10, mà 5 là nó lên 15 rồi. Thì tại vì lý do của chúng ta lúc đầu chúng ta tính nhỏ hơn bằng 10. Đó. Đâu rồi? Đây, tổng nhỏ hơn yêu cầu. Bây giờ chúng ta vô đi đi bắt lại chúng ta thấy nha. Nhập tổng bằng 10. Enter. Chúng ta cần y, chúng ta cần tổng, chúng ta cần y, chúng ta cần tổng. Rồi chạy F5. Netline. Tổng của mình bây giờ bằng 0, y bằng 1. Y tăng lên bằng bằng 2, y tăng lên bằng 2. Net tiếp. Tổng bây giờ sẽ được cộng lên thành 3. Tổng thành 3. Y bằng 3. Tổng bằng 6. Tổng bằng 6. Y tăng nữa lại là bằng 4. Rồi, tổng yêu cầu là 10. Tổng yêu cầu là 10. Tổng hiện tại là đạt 6.
y4. Rồi ok, đối với đoạn này không có vấn đề gì. Tổng nó cộng lên bằng 10. Y nó tăng lên bằng 4, cộng cái nữa là thành 5. Cộng cái nữa thành 5. Tổng yêu cầu là 10. Tổng đã có là 10. Vậy nó còn nhỏ hơn không? Không nhỏ hơn. Nhưng mà hiện nay y nó đã tăng lên đến 5 rồi nè. Nhưng mà thực chất mình không có cộng y vô. Nhưng mà y nó đã tăng ở bên trong này rồi. Vậy lúc này khi mà chúng ta ra khỏi ở đây á, muốn chính xác thì chỗ này y trừ 1 mới đúng. Tại vì chỉ cần đến 4 là đúng. Ha, đến 5 là nó tăng dư trong cái quá trình mình xử lý. Như vậy thì đối với bài toán như thế này thì chúng ta phải chạy debug, chúng ta mới nắm được tình hình, thì chúng ta mới ra được cái yêu cầu đúng. Ví dụ như 10 thì đến 4 là chính xác. Ví dụ như mình cho 9 đi. 9. 9. Nếu như n đến 9 thì 4 đúng hay sai? Đó, vấn đề ở đây nữa nha. Nếu tổng là 9, n bằng 4 là mấy? N bằng 4 thì tổng bằng mấy? 10. Vậy có phải đúng yêu cầu không? Sai nha. Vậy thì giải quyết bài toán này như thế nào? Rồi, đổi lại. Đổi lại tí xíu thôi. Bây giờ mình không dùng while nữa. Mà mình dùng gì? Do while. Nhìn nha. Do while. Và cũng tương tự như vậy. Tổng nhỏ hơn tổng yêu cầu. Và bên trong tổng cộng bằng y. Y cộng cộng. Thôi, đóng cửa đi chị. Rồi, cộng bằng y. Được chưa? Rồi. Tí nữa tính. Đi ra. Rồi, chúng ta sẽ có là gì? Tổng bằng 9. Tổng bằng 9. Tổng bằng tổng cộng y. À, mình phải đưa y. Y. Y lên trước. Và y của chúng ta sẽ giải quyết bằng bằng 0. À, mình đổi lại tí xíu. Phải không? Đổi vấn đề lại. Chính. Đó. Vấn đề của chúng ta là 3. Bởi vì mình cần là nhỏ hơn hoặc bằng, không có chính xác được. Như vậy vô nó tăng trước. Tăng trước là lên 1, rồi bắt đầu tính tổng. Rồi kiểm tra. Rồi tăng lên 2, tính tổng, rồi kiểm tra. Đó. Như vậy thì cái cách làm như thế này sẽ giải quyết được tùy cái yêu cầu của chúng ta. Tùy yêu cầu. Đó. Ví dụ như chỗ này mình đổi lại, mình tăng cái bài hồi nãy mà mình tăng trước rồi mình cộng sau thử coi. Thử coi nó giải quyết được vấn đề không? Tăng y trước. Rồi mới cộng vô tổng sau. Ví dụ tổng của mình là 9. Ok. Tăng y trước. Rồi tính tổng sau. Như vậy thì mình sẽ có gì?
why hoặc do why đều có thể giải quyết được bài toán của chúng ta. Bài toán này dùng for được không? Dùng for được không? Mình có biết trước được tổng bao nhiêu đâu mà dùng for. Ví dụ mình cho là tổng là 1.000 thì n bằng 44, n bằng 44. Quay trở lại mình giải quyết cái bài toán n bằng 44 coi thử nè. N cho bằng 44, 990. 990 cộng 10 nữa là ngàn rồi. Cho nên nó lại 45, nó cộng vô là dư rồi. Đúng không? Đó là n bằng 44 thì nó cộng ra 990 là đúng rồi. Đó, như vậy chúng ta đã giải quyết được bài toán của chúng ta. Với những bài toán như thế này thì lúc nãy thầy nói là có bạn á là nói là em vẫn giải quyết được bài toán này với vòng lập for, và bạn for cho chạy đến triệu. Nếu đủ thì break. Nhưng mà cái người kia người ta tính tổng là 5 tỷ, 7 tỷ thì làm sao mà cái vòng for 1 triệu vừa được. Đó, cho nên là không nên giải quyết bài toán như thế. Với những vòng lặp mà không biết trước thì chúng ta dùng while. Còn vòng lặp mà biết trước số lần lặp thì chúng ta dùng for. Rồi, ok.